kiếm đồ ăn cho Mimi đi. Có biển đi con. Trứng, thịt, bò. Hả? Mimi chạy mất rồi. Ê Mimi ơi, con Mimi ở đâu? Này, bắt tuyết ơi. Wow. Này bắt tuyết ơi. À. Nhìn thấy Bạch Tuyết vô nhà lấy đồ ăn cho nên chú luôn khóc đúng không? À, Bạch Tuyết đã bị tiêu diệt rồi. Mày nói dạ. Im lặng. Ở đây khác trên nhà mình lắm đó nha con. Đó. Chứ chúng ta tự bắt nhau đi. Cái này người ta kêu là cam năm rồi hả? Hả? Cam bao ăn đây.